hôm nay mình đi chơi này chị Đạn nha, lên xe. How are you? Good. Homestead Road, yes. Very square. Yeah. Just a second. Mm-hmm. Yes. iPhone? You want iPhone? No, oh, no, no. Oh, okay. Okay. It's over. Yes. Đi lên nhà chị bạn chơi nha. Rồi thôi lê, đó hôm nay là tới nhà chị Kim nè để làm bánh dẻo mà. Rồi đây là có cô Đức nè, có chị Thu nè, có chị Diệp nè. Đó. Hai Diệp, quay đây. Hi. Lâu quá không gặp. Cô chủ Kim nè. Cô chủ Kim. Cô chủ nè. Đó, hôm bữa làm bánh trung thu rồi, bên này mấy chị này cô làm bánh dẻo. Tới tới chơi tới phụ nè. Đó, chủ yếu là tới gặp mà nói chuyện chơi. Cô ha. Đúng rồi, chuyện chơi chứ ăn ăn nè nhầm nhò vậy cô ha. Đúng, đúng rồi, lâu rồi mua rồi. Thì đó, nói nhiều. Đúng rồi cô, cái nhỏ nhỏ vậy là ngon hả cô? Đẹp hơn hả? Đẹp. Bây giờ cắt thử cái ra đi. Đây. Mọi người không sao đâu, mấy người thiêu rồi lấy hết đủ tốt xíu làm xong rồi thử. Dạ. Làm xong rồi thử, đâu có sao. Cái của bên thì gì mà là nhân gì mà nó màu hạt sen. Nhân hạt sen là ba loại nhân, nhân đậu xanh, nhân hạt sen nhưng mà đen. Không, thun đẹp bánh. Thun nhân bánh. À, nhân. Nhân mè đen, ba loại nhân. Ba loại hạt sen với lại... Cô Đức đã làm một đậu xanh. Đậu xanh. Con. Sưởng bánh trung thu Kim Lê. Đây chủ nhà đây nè, đây. Thôi chủ nhà gì đừng có chiếu vô chủ nhà bây giờ thấy cái nhân kể đi đó, bị hai đồ xin mà. Thì đó, chủ nhà giỏi lắm á, làm bánh nướng này, bánh dẻo. Giỏi lắm, công rung ngôn hạn đầy đủ luôn đó. Rồi trồng hoa, thức đêm mà. Tí nữa cho ra coi hoa nhà tốt kìa. Bữa còn không? Còn cô khỏe không cô? Khỏe chứ thì mới nói tới lo nói chuyện tầm phào không phải thăm cô gì hết. Cô vẫn kinh như là vui đời nè, yêu đời nè, trẻ trung là hoạt bát như thế nào. Trời ơi tớ con kết cô đó cô. Vui mà tớ quên đi nó vui cho tớ cái cây gì đó. Thanh long hả? Thanh long với lại ớt gì đó tớ quên tớ nói thôi. Mất công vô để bao giờ. Để tới đi cô nếu mà có gì nữa rồi đem. Thanh long đấy em cũng nói là em đang tưới cây đó rồi xong mày đi vô luôn chứ không? Dạ mới nhỏ tí mới có một trái kia coi như là hồi đầu tháng 8 nó có 4 cái bông à bộ nó bé quá nó mỏng rồi đó con thấy nó mỏng rồi đó rồi nó bé rồi cô Đức là ép ép bột phải không rồi xong mày mình không mày bỏ cái nhân vô có nhân vô xong mày thu sẽ nhấn bánh nhận bánh còn bóng chị Diệp thì đóng gói đóng gói hả vậy hả còn cái kim thì cái kim mì nhà bột cái này à cân thay rồi giờ để chiên làm gì cho hết nha còn gì không dọn dẹp không không cần dẹp gì hả giờ kim làm quay phim mà
quay phim được rồi. Quay phim mà mỏng ra nữa để cho chị xem nha. Đây là mình làm cái này là ai cũng đeo vào tay hết nè, sạch chứ không có làm dơ đâu nha. Không sao đâu, thì mình rửa tay xà bông sạch sẽ mà. Không, cái này không được. Nó phải vậy hả? Ồ, mồ hôi của mình ra không? À, là không có để được. Ví dụ mình để được 3-4 ngày thì nếu mà mình làm tay thì để được. Ôi vậy đâu biết đâu, bởi vậy cái này giờ kinh nghiệm làm bánh nhiều. Xin khỏi, khỏi làm đi, ngồi quay phim được rồi. Ngồi quay phim hả? Rồi. Làm bánh nhẹ được rồi. Anh Thảo đâu? Cũng lo lắm. Chị Diệp, anh Thảo khỏe không? Khỏe nè. Ở thăm khỏe Thảo. Ở nhà, anh Thảo ở nhà. Giờ đây còn có đi câu cá, câu tôm gì không? Câu cá. Trời, câu cá gì không? Không có cá có hả? Nàng tim cá ngồi bên bên cá nó sợ nó chạy. Chắc mùa đông rồi. Mùa đông này có cá hả? Nó cái nàng tim cá nó ngồi bên cạnh. Ha. Ờ đó rồi cá nào dám lên? Cá nào dám lên? Cua nó còn không dám lên. Hai đứa nhỏ học lớp mấy rồi? Dạ. Hai đứa nhỏ học. Dạ, con gái con học lớp gái lớp 9, con trai lên năm nay lên STEC rồi. Sao rồi STEC á? Ồ, lên đại học rồi hả? Dạ lên đại học rồi mới vô rồi tháng 8 nè. Wow. Tháng 9 nè. Học cái gì? Dạ nó học Computer Science. Ok. Dạ, tính nó tính là đi Davis á. Davis với lại vừa UC cái gì UOP á. À, xa quá rồi thôi cái nó đổi ngành. Con xin xem chút xíu bộ. Nhưng cái thương các có nhận không? Có, kêu hết rồi mấy cái UC kêu luôn. Đi Santa Cruz, Santa Cruz. Không, Santa Cruz. Rồi Davis với lại UOP. Đó là mấy cái miền Bắc đó. À. Ừ, thì nhưng mà thôi nó nói để nó đi Computer Science. Computer Science là giỏi nhất là ở State. San Jose State. Không, ở đâu? Cái Caltrain á, ở Santa Barbara. Santa Barbara ở dưới miền Nam. À, ở giữa miền Nam. Ở giữa miền Nam, dạ Santa Barbara. Khu đó nhà giàu á cô. Ừ, mà cái đó về về không cũng nói cái nó Tết. Tết là sau Berkeley đó. Dạ. Mấy cái đó là ok. Còn gì Thu? Thằng nhóc đâu? Khỏe không? Nó học lớp mấy rồi? Học kindergarten. À, cũng nhanh ha. Ủa nó làm nó bị trễ một năm phải không? Ừ, giống con em rồi đó, bị trễ một năm. Không sao. Ừ, sao đâu được rồi, để cho nó dài dặn rồi nó xếp trong trong sạch rồi. Là nó là big boy á. Thôi mà làm cái vuông đi nha. Rồi dạ vuông. Hai cái đồ xanh nữa kìa. Bây giờ làm đi. Vui quá ha. Hết cả 10 đồng luôn mà được có bấy nhiêu thôi đó. Đây là cái bột và cái này là nhân hột sen. Ngọc sen người ta làm sẵn người ta nha. Người ta làm sẵn hết rồi. Sẵn hết rồi, giờ mình chỉ có về mình trộn bột. Đây là cái bột đây, chị Kim chỉ mua cái bột này đây. Gọi là wheat starch là bột dẻo hả? Bột dẻo. Bột dẻo pha sẵn 2.79. Đây. 2.79 triệu khối đó. Dạ. Yeah. Rồi còn cái bịch này bao nhiêu? Cái bịch mà nhân 5 đồng là sale, còn lúc ăn sale mình không biết bao nhiêu, nếu không sale là 9 đồng. Họ trừ mình đó 9 đồng một bịch hạt sen. Còn mấy cái này chỉ sale 1 đồng thôi. À, ủa rẻ vậy hả? Đúng rồi. Hạt sen họ sale 1 đồng. Họ sale 1 đồng thì 7 đồng. Số xuống đồng thôi. Dạ. Đâu còn có 1 đồng. Không phải là 1 đồng. Rồi chị Kim đang cân bột. Cái này 211. Cái bột này dễ là mình chỉ có mở ra rồi mình pha với nốt đường. Nốt đường xong mày trộn vô rồi xong mày cân 11 nè. Mỗi cục là bao nhiêu? Làm kỹ lưỡng quá ha. Này cô. Đây nè, cô giờ tròn xong làm bài bản kỹ lưỡng ha. Đó, mà chị Đức tí nó cắt ra ăn thử cái bột này nó mùi nó mới ngon, còn cái bột mà nếp 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 chín đúng, của mình đúng, không đúng. Nó ngon chị ơi. Ủa nhưng mà hình như là bánh dẻo nếp là nó có cái bột bánh dẻo nó, bột này là bột bánh dẻo nè của Hồng Kông nè, còn nếu mà Du mua cái bột mà Việt Nam á nếp chín á tớ thử rồi ăn không ngon. Có một cái loại mà cái bột này của Hồng Kông, có một cái loại mà của Nhật á, nó tên là Miko hay cái gì đó, mình không biết làm cái hộp bằng cái bột bịch bột của nó, hộp bằng giấy mà cũng Nhật nè, nó cũng là bánh dẻo đó. Vậy à. Dạ bà thấy bà Uyên Thi. Nhưng mà có phải nấu không? Không. À nếu không nấu thì tớ chưa biết cái đó. Cũng là nấu nước đường rồi nhồi nhồi lên vậy đó. Bây giờ em nắm cái bột này xong này, em cho chị Đức ăn thử cái miếng bột này nè. Cái bột không á, ăn thử bột không đi. Đây. Ăn thử bỏ miệng, ăn thử coi cái bột không. Nè, Du thử cái miếng nè, bột không nè. Bột không, nhắn là nắng nè. Nó khác, nó khác. Ê, nó thơm quá ha. Nè, đó, ăn thử miếng bột không đi. Thơm quá ha, thơm quá, ăn thử. Ăn thử miếng bột không. Thử cái mùi thấy thơm rồi đó. Đó,
Đó. Chứ không phải như là bột nếp mà người ta ấy đâu. Cái bột này chị nó nếp như thế nào, giống cái mùi bánh khảo. Ăn được. Thử đây này, không cần nấu nướng mà nhanh gọn lẹ, không cần rang bột luôn. Không cần cái gì hết. Chị biết đâu hàng đã thử ngon làm bột nếp rồi á, bột nếp kín á. Mà qua ngày hôm sau thôi là sao không nó ngon. Nó chảy hả? Nó chảy nó chảy, nó chảy qua ngày hôm sau nó chảy. Mới lúc mới làm là ăn ngon lắm. Bây giờ là tiếng bột và một ăn bánh. 2 giờ đi con, 2 giờ giọt. Bây giờ bánh giờ, mới 1 giờ. Ngồi đây ăn chưa? Ngồi ăn đi. Một rưỡi đi được rồi, ok. Chơi cô, lâu ngày mới gặp mà cô. Lâu ngày mới gặp mà cô. Ngon, ngon, ngon chị. Ngon, bánh nướng ngon. Ngon mà, ăn ngon. Bây giờ không kia đó. Dạ, rồi, thanh Kiều chủ nhà nha. Ngon. Chủ nhà mời đến ăn được con. Ăn đi. Coi như là quậy bát tầm lâm rồi đấy. Bánh nướng, đang bánh nướng nè. Bánh của chuyên đâu rồi? Đây, đây, bên đây. Đó, đường ở đây. Không. Đây của tớ hả? Ừ, gói của chị á. Ok. Ăn được mà phải không? Dạ, một ok. Chị Đức ơi, sang năm á mình làm xong mình mang lên chợ mình ngồi mình bán. Được đấy ha. Chỉ có ai mua thôi. Hoặc mình đi mua. Biết không, mấy người người ta làm đó cô. Người ta đăng trên Facebook, người ta bán đó cô. Đúng, đúng, bán, đúng. 5 đồng một cái. Mắc quá. Mắc không chị ơi? Em thấy mắc quá sao em làm em 15, 13, 13 đồng mà được 13 cái. 13 cái, mỗi đứa 13 đồng. Chứ là 1 đồng cái, trời ơi. Một đi gấp 4 rồi còn gì nữa. Dạ. Công mình ngồi mình làm sao chị? Cũng nhanh. Mình vui mà, mình ngồi mình nói chuyện chứ, chứ mình qua hết không giờ luôn. Thì dạ, giờ ngồi ăn bánh nè, uống trà nha. Mình có kiếm được tiền đâu. Bà mình cũng ở không.